Hey, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng Lữ Bố đây, theo yêu cầu của anh em. Thì cho anh em xem clip vui vẻ. Mình sẽ chơi vị tướng Lữ Bố đi support nha các bạn. Bởi đồ lên đồ full tank. Về đồ thì như sau, mình sẽ để phần bên dưới màn hình. Với bộ đồ này thì sẽ đem lại cho Lữ Bố tốc chạy này, và đó là khả năng biến thương khá hiệu ứng, để kèm chiếc cuối sẽ kèm mang cho Lữ Bố nhiều khá hiệu ứng hơn, múa được nhiều gân tranh hơn nhé các bạn. Về bộ đồ như sau thì bộ đồ đầu tiên thì mình sẽ lên là một chiếc hành thần. Với món đồ này thì sẽ tăng cho Lữ Bố tốc chạy này, kèm theo đó nội tạng của món đồ này là khả năng biến thương và tăng rất thương cho đồng đội nhé. Team bạn là quang rừng. Okay. Rất tiếc cho bạn, quá đen cho bạn rồi. Kiểm đâm tốt thế này mà. Tiếp theo về giày thì sẽ lên cho Lữ Bố là giày kiên cường nhé, để tăng cho Lữ Bố khá hiệu ứng. Món đồ thứ ba là mình sẽ lên là giáp Gaia. Thì với giáp Gaia thì sẽ tăng tốc chạy cho Lữ Bố, cũng như là khả năng hút máu khi bị chịu sát thương. Tiếp theo sẽ là món đồ khiên thất truyền nha các bạn. Khiên thất truyền thì tăng cho Lữ Bố giáp này, sau đó là có cái đột nội tạng làm chậm tốc đánh của mục tiêu là tấm hình nhân trong phạm vi ảnh hưởng nha các bạn. Món đồ cuối là đồ thứ năm sẽ là huân chương Choi. Với huân chương này thì tăng cho Lữ Bố khả phép. Món đồ cuối cùng sẽ là kiên huyền thoại. Kiên huyền thoại thì các bạn cũng biết rồi đấy, tăng cho tăng chiêu này, kèm theo đó là giảm tốc chạy và tốc đánh khi mà đó là mục tiêu tự định tác động lên Lữ Bố các bạn. Về kỹ năng Lữ Bố chúng mình cần phải nói nữa. Sơ qua kỹ năng thì kỹ năng đầu sẽ là lướt đi, nó khá là giống với kỹ năng của Vim Riven trong Liên Minh Huyền Thoại các bạn. Còn chiêu hai sẽ là phóng phương tiện hỏa kích đi, nó khá là giống với chiêu hai của Liên Minh. Chiêu cuối thì chắc chắn anh biết rồi, đó là chiến thần tạo cho đối phương kháng hiệu ứng. Tốc đầu tiên sẽ là 3% kháng hiệu ứng, tốc độ theo sẽ là 40%, và cao nhất là 50% tốc độ ở cấp độ cuối, cấp độ 3 ấy. Không những vậy nó còn tăng cho Lữ Bố công vật lý này, và tiếp theo nữa là hồi máu khi Lữ Bố gây sát thương lên các mục tiêu như quái này, lính này, chủ này, yêu cường này. Tóm lại là tăng cho sát thương là sẽ được hồi máu. Đó là về lối lên đồ này, cũng như là mình nói sơ qua về kỹ năng. Tiếp theo về bảng ngọc thì bảng ngọc mình sẽ sử dụng bảng ngọc tanh cho Lữ Bố nha các bạn, bởi vì mình cầm Lữ Bố đi support mà. Thì ngọc đầu tiên thì các bạn lên ngọc tốc đánh này, máu tối đa này và giáp. Và ngọc thứ hai về ngọc tím thì các bạn lên cho mình ngọc công vật lý tốc đánh, hoặc là các bạn lên cho mình ngọc hồi máu này, máu tối đa này và tốc chạy. Còn ngọc cuối thì các bạn lên cho mình ngọc máu tối đa và giảm một chiêu. Đó, mình nói sơ qua bảng ngọc như vậy thôi. Bộ đồ này thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo thôi các bạn. Ok, quay trở lại với game. Đại chủ. Ok, vậy là mình đã có chủ đầu tiên ở đường giữa. Tiếp theo sẽ là cái chủ đường xe ra, chủ ngoài. Ok, mình chỉ nói quan sát như vậy. Chúc các bạn xem clip vui vẻ.
ok, giao tranh cuối này. Phần này chắc là mình đi rồi. Phần này là giao tranh của chắc có lẽ clip của mình cũng gần kết thúc rồi các bạn ạ. Nếu các bạn xem thứ hai thì nhớ để lại cho mình một like và một nút đăng ký kênh nhé. Các bạn muốn nhận được video mới nhất của mình thì nhớ ấn vào nút biểu tượng chuông nhé các bạn, để các bạn nhận được video mới nhất của mình. Thì clip của mình múa lứa bố đến đây của mình là hết rồi. Chúc anh em múa lứa bố thành công nha. Bye bye mọi người.